Các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Future 125 dọn triển quá đẹp khi chọn cái mâm BRT. Cái chiếc Future 125 bên dưới đây đến từ các bạn tên Ròm. Một cái chàng trai này sở hữu rất nhiều cái dòng như Future quay 100 độ với các đời khác nhau. Và lần này thì anh trai đã đem đến cho chúng ta một cái chiếc là Future mập được nâng cấp lại khá ấn tượng. Nếu từ cái Future mập dọn lên cái dòng mặt quay 125i, chúng ta cần phải thay lệch cái phần cái đèn hai bóng. Cái mẫu cái đèn này mua lẻ tầm là 600k, mặt nạ trước kèm với phát rổ đâu đó cũng là hơn gần 1 triệu. Trong đó thì cái chiếc Future của bạn sẽ giống như cái dòng xe thái mà thôi. Phía sau dàn máy lái, ta thấy cái chiếc đồng hồ của dòng mặt quay 125, cái đời là 2017. Cái nền trắng đỏ cũng khá đẹp. Ổ khóa thông minh giúp chiếc xe tạo ra sự tự tin hơn. Người chủ đã trang bị cái cụm thắng Anchor để kiểm soát lực phanh tốt hơn cho con xe đạp của mình. Đi cùng chiếc cái tàu thắng cùng với cái chiếc bình dòng Anchor xinh xắn, hòa cùng với cái phần ốp đồng nhúng carbon làm nên cái sự tinh tế nhẹ nhàng. Cái dàn chân trước hội tụ từ những món đồ chơi giá trị. Đầu tiên là thắng đồ chơi cái lồng vàng, cái size là 210. Azo heo bấm đầu rất ấn tượng, khó phai. Đi cùng heo dọc của phanh đồ 2 đế xứng, mức giá tầm khoảng 3 triệu đồng. Muốn bắt lên cái phục thì phải làm lại cái phần phát heo. Xung quanh chiếc xe hầu như tất cả chi tiết ốc đều được thay mới chất liệu inox cho nó sáng bóng đẹp hơn. Cổ bô được làm bằng chất liệu titan. Tiếp ta phải chạy đến cái vụt Holin bình dầu rời phía sau, có chiều cao là 310, phù hợp các dòng lật quay trim và Future ở dùng. Phải khoét cái phần gầm để không bị cạt cứng bình dầu, chế lệch các chén vụt CC để lợi so không bị cạt te. Chiếc xe còn lên luôn bộ mâm BRT, mức giá là khoảng 2 triệu một cặp, với nhiều cái phiên bản khác nhau, 2 đĩa cũng có, và 1 đĩa cũng có, và ở dụm cho rất nhiều cái hãng xe khác nhau. Winner 150 sức mạnh động cơ 62 CC. Cái chiếc Winner 150 hôm nay được người chủ chăm sóc rất nhiều, đi cùng với phần nộp công 62 CC bao gồm cái đồng trái BRT, piston móc theo cái bài riêng từ người chủ, full bạc đạn xe máy của SKF, gen của Sony, đi cùng với nhiều thứ khác nữa để tạo nên cái sức mạnh tuyệt vời chứ còn có một hôm nay. Ngoài cái phần nợ công thì chiếc xe còn đặc biệt trao chuốt rất nhiều một cái diện mạo ngoài. Đầu tiên ta thấy được cái cụm thắng Rainbow RS kết hợp cùng bình dầu của Winamichi để kiểm soát hành trình phanh trước của con xe. Để tạo ra điểm nhấn nó bật hơn khi ta lái, người chủ đã chiêu và chi tiết bật ốc kỹ năng. Cái cụm trong nơ hay ga, tuy diện mạo của nó trông là đẹp nhưng cái dây ga bỏ đi để trả cúc ngắn để chiếc xe để bả tốc hơn. Còn đây là cái cụm tay con CC Crayline tích hợp khả năng chống gãy, ngoài ra còn giúp khả năng ngắt con y máy nhẹ nhàng hơn cái cụm zin của con xe khá nhiều. Không chỉ dành cho những dòng phân khối nhỏ cũng ưa chuộng mà ngay cái dòng phân khối lớn cũng rất thích. Nhược điểm của nó lớn nhất chính là cái rãnh gió ngay phần đầu ở phần tay thắng là khá lớn, nên cái ngón tay út hay rớt vào bên trong tạo cái cảm giác khó chịu sử dụng. Tận dụng khoảng trống của cái bộ nhựa nhám, người chủ bắt đồng hồ Kosubi 3 kèm theo vài chức năng đo đạt như báo nhiệt độ, giờ và volt, hiển thị cái dàn LCD, thay đổi hiển thị thông qua những cái nút cao su đèn ở kế bên cái phần màn hình. Cái cây phục quen thuộc là cái trợ lực Holin với kẹp sườn 20 độ chỉnh nặng nhẹ, chỉ chống lắp phần đầu độ cao. Cho cái phiên bản của Winner 110 thì ở đây phải có nội công của chiếc xe đã được nâng cấp lên cái bài là 62cc. Xung quanh lốc máy ta thấy dạng ốc Vinam xanh lục bảo lộ ra cái phần lòng độ và tăng cam CNC. Cái dàn chân sau và cái dàn chân trước được nâng cấp heo dầu là handle 2 xứng, đi cùng Azo heo bấm ngắt dầu CC. Phía trước tận dụng cái đĩa của Kosubi, cái size bằng với zin, đi cùng với đĩa của Winner nên người chủ phải làm lại thất lòng để bắt giật cái mâm Kosubi 8 cây có 4 đầu đĩa. Cái bánh sau là tận dụng cái đĩa của Gaffer kích thước là 220 khá to, đi cùng cái cùi mâm không cả cứng vào con heo dầu mỗi khi xoay bánh. Ấn nghiện cái lớp cánh chim CNC, bên đặt Rainbow được làm kèm với phát CC, bắt trực tiếp vào sườn xe mà không cần phải cắt hàng chi tiết nào hết. Cây bất thẩm mỹ ngay vị trí để chân cũng nhìn thấy được. Cái combo Titan kết hợp với combo Over Racing Titan đến từ Nhật Bản làm cho âm thanh quỷ diệt hơn, giúp và cho chiếc xe tống hơi nhanh hơn. Công suất động cơ cũng được nâng cấp, sẽ không bị sợ hộp ga như cái dòng xe zin khi lên bộ độ. Nâng tầm đẳng cấp, chiếc cái phục Holin bình dầu rời đến từ Thụy Điển được nhiều anh em chơi xe được ưa chuộng trong nhiều năm gần đây cho cái dòng xe đi kiện. Cái dòng Holin của là Winner Series hiện nay là không có nhiều nên thường khi tới cái chơi dùng cái sản phẩm đến từ là KSA Hoặc cái chiếc MX mình lại cái dàn kim để cho nó đẹp. Và chúng ta đang thấy cái con chiến mã đang khoe dáng ở bờ biển Kiều Vũng Tàu. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, chi tiết nhớ like, subscribe.